Thế đeo nào mình lại quên quay video anh em ạ. Hi, xin chào các bạn, chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là HDS52 và hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi Thief Simulator. Nhưng mà nãy giờ mình ngáo ngơ, mình không có quay video anh em ạ. Để mình tóm tắt lại mọi chuyện vừa xảy ra nhá. Trong tập trước mình đã không đập cái dĩa nhà 110. Giờ mình đã đập cái dĩa đó rồi. Và giờ chúng ta sẽ vô cái nhà 111 vào lúc 7 giờ và đánh dấu mục tiêu lên hai cái người trong nhà đó. Và chúng ta và chúng ta chờ đợi thời cơ chúng ta ăn cắp anh em ơi. Hồi nãy mình làm hỏng mọi thứ lên hết rồi, bây giờ chúng ta phải mua lại cái món đồ. Đây này, thứ này nè. Mua hai cái cho chắc. Ok, đi ngủ tiếp. What? There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Ok boy. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cho hai cái người này rời khỏi đây. Shit. Em không làm gì đâu chị ơi. Chị đi đứng bình thường giùm em đi ạ. Dạ, cảm ơn chị. Giờ thanh niên này ở đây. Đừng có làm hỏng mọi thứ lên nha. Oh boy. What are you doing, man? What are you doing, man? Mình đi vào không? Có nên đi vào không? Ok. Bây giờ đợi thằng đó vừa đi lại chỗ đó, nó đứng một cái là chúng ta chui vào nhà luôn. Đeo ra, thời cơ. Mẹ vào lấy luôn. Vào lấy. Lấy cái TV luôn. Lấy TV luôn. Chạy lẹ đem ơi. Freeze. Chạy luôn. Oh my god. Thằng ăn trộm chui thẳng vô nhà người ta lấy đồ xong chạy về. What the fuck. Game. Nani? The Lombardis think their friend on Greenview needs a new window, but they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Hey. Let's go, boy. 112. Cần chúng ta lại đến thăm cái cửa sổ nhà nó một tí. I get it, bro. Đập phá là nghề của anh. Cái nhà 112 rồi, chúng ta chuồn anh em ơi. Ok, let's go boy. Nhà đẹp. Không làm gì được cả. Hello. No, bên em ơi. Ok. Thằng cha đó nó không có biết gì đâu. Cảnh sát kìa. What the? Thằng cha nó không biết gì đâu.
Oh no. Oh no anh em ơi. Chúng ta bị thấy nhảy vô cái thùng rác rồi. No, I'm not. Wow, Huy ơi, muốn tao nghiêm túc hả? Ok, thích thì chiều nha. Thích thì bố mày nghiêm túc cho mày coi. Nhấn lên mới làm cái gì vậy? Oh my god, what the heck? Oh my god. Mày không bắt được tao đâu mấy thằng cớm à. You need to learn how to deal with standard locks. Cái chúng ta cần phải học cái học mở khóa cái ổ khóa cấp độ 2 này mày. Ok. What? Cái gì đây? Ok. Hiểu anh em ơi. Woo. Yeah. It ain't broke. Fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Chúng ta cần skill nhảy cấp độ 2. Oh shit. Này. Lên level hình như là được cộng 1 skill. Chúng ta nên đi ăn cắp. Nên đi ăn cắp. Hãy nên như vậy, đi ăn cắp để học được thêm skill. Nè, the back door has easy lock nè. There are fried coffee machine in the kitchen. Between 1 AM and 4. Cái nhà này có một cái cửa sau, có một cái ổ khóa rất là dễ khóa, rất là dễ mở khóa. Và một cái máy cà phê ngon ngon cơm ở trong bếp. Sẽ không có người nào từ lúc 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Ok. Ngủ anh em ơi, ngủ tới 1 giờ sáng chúng ta đi chôm nhà nó. Ok anh em ơi. Yes. Yes. Núp được. Nhanh lên anh em ơi. Chúng ta phải nhanh lên. 4 giờ là có người về nhà. 4 giờ có người về nhà anh em ơi. 3 giờ rồi. Có mở gì được không? Đây camera này. Oh shit, cái gì đấy? Bật đèn lên, tẩu xanh mày. Cứ quên cái vụ bật đèn này hoài ta. Shit anh em ơi. 3 giờ anh em ơi. Lấy được gì không? Oh shit anh em ơi. Tôi nghi quá anh em ơi. Tôi nghi mình bị bắt quá anh em ơi. Ok. Không có gì hết. Shit. Inventory full rồi. Shit.
Chuồng thôi anh em ơi. Cái cửa chứ đâu. Chuồng anh em ơi. Ok. Và đó là Thief Simulator. Và nếu các bạn thấy tập này hay, hãy để lại một like, một share cũng như là một subscribe để mình có tiếp tục động lực làm thêm cái video tiếp theo nha. Mình cũng nói cho các bạn biết luôn là bây giờ mình đang vừa làm công việc cho ba mình và vừa làm YouTube. Nhưng mà mình muốn làm full time YouTube luôn, vì YouTube là công việc đam mê của mình mà. Nên là nếu các bạn thấy video này hay thì để lại, hay để lại một like, một share, một subscribe để mình có thể làm full time YouTube. Ok. Bye bye.